bắt đầu quyện bỏ bên đầu kia ra chứ đúng không bỏ ra nữa. Xanh xanh là cái đuôi đỏ chiếc nè, bự bự hơn trước, bự hơn con trước luôn á, hiểu không? Ê nó bò, nó bò nguyên một nhành dài luôn kìa, nó cái nào nó bò ra kìa. Quất thẳng vô nó chán lắm. Sợ anh nhỏ nhỏ mình dài chứ ha. Bên bên nó màu hồng. Ở bên đây thấy rõ hơn này. Ôi trời ơi, nó dài thằng lòn. Nó ở phố phố xa trên nha. Bữa giờ đi né né cái bụi trong kia. Bên này ra đây nằm. Bỏ đi nè. Đêm mà sao anh cũng mờ mờ ha, không có động gì thì nó đi từ từ. Vậy sẽ nằm ở đây hồi chiều giờ sao chứ mà không thấy, chiều giờ đóng chuồng cu rồi mà đâu có để ý đâu. Cái đầu bên kia tận chừng á với anh. Anh nằm luôn à? Nằm yên hết đây à? Nãy bà bò giờ nằm nằm im à, nằm ngủ à.
thử coi bỏ đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Bên ngoài bên kia.